Trong tuần qua, mưa lớn bất thường đã gây lũ quét tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại Áo, Ba Lan, Romania và Cộng hòa Séc. Thảm họa đã khiến 24 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Trận lũ lụt tại Trung Âu đã gây ra những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, với ước tính ban đầu rơi vào khoảng 1 tỷ euro. Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các sự kiện thời tiết bất lợi gần đây. Nhiều nhà cửa, cầu đường bị nước lũ phá hủy, 5 người đã thiệt mạng và 8 người hiện vẫn đang mất tích. Với người dân Séc, trận lũ này là trận lũ lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Đặc biệt, sự tàn phá của nó còn diễn ra cục bộ trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc. Và cộng đồng người Việt Nam tại trung tâm của rốn lũ như Opava, Krnov, Ostrava, Jesenic cũng không tránh khỏi sự tàn khốc của mưa lũ. Những nơi ở cũng là nơi kinh doanh của người Việt ngập trong nước lũ. Hàng hóa chìm dưới bùn lầy sau nước rút. Cả một gia tài trong chớp mắt chỉ còn là con số 0. Có em mất 5 cái tủ đá, 2 cái tủ kem, rồi là một cái tổ rau gút to dài 7 mét. Không nguyên cái tiền ấy không thì nó cũng phải rơi vào vài trang rồi. Hàng hóa thì nó phải lên hơn triệu. Vì cửa hàng của em nó to mà vợ chồng em làm bao nhiêu năm thì ra đây rồi. Coi như là cũng còn như là họ là trở về con số 0 ấy. Chính phủ Séc cũng đang lên kế hoạch phân bổ ngân sách để cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, và người dân cũng đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện phi chính phủ. Người Việt tại Cộng hòa Séc cũng đã có những chuyến cứu trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cũng như giúp đỡ bằng tài chính hiện vật ngay sau khi mưa lũ chợt dứt đến với cộng đồng người Việt nói riêng và người dân xã tại nói chung. Thiệt hại do thiên tai là không thể đong đếm. Chính những lúc như thế này, câu hỏi về việc người dân sẽ được hưởng những hỗ trợ nào từ nhà nước hay sẽ có những đền bù thiệt hại nào từ phía các hãng bảo hiểm tại Séc lại được đặt ra. Và cũng chính những lúc như thế này, mối quan tâm về việc bảo vệ tài sản bằng cách nào, tái thiết nhà cửa, cơ sở vật chất sau thiên tai ra sao đang được nhiều người dân suy ngẫm. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng Tam Đa Media. Và thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì trong những ngày qua, một số quốc gia Trung Âu, trong đó có Cộng hòa Séc, đã chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tàn khốc. Và người dân Séc, trong đó có cả cộng đồng người Việt Nam chúng ta, cũng đã bị thiệt hại không nhỏ do nước lũ. Và trong những tình huống như thế này, liệu chúng ta có được nhận những khoản bồi thường hay trợ cấp nào không? Để tìm hiểu sâu về những vấn đề này thì một lần nữa chúng tôi lại mời đến trường quay ngày hôm nay luật sư Diệu Hiền, là chuyên gia tư vấn về pháp luật và tài chính tại Cộng hòa Séc ạ. Và chào chị Diệu Hiền, rất là cảm ơn chị một lần nữa đã quay trở lại với trường quay của trò chuyện cùng Tam Đa Media và cung cấp những thông tin bổ ích đến với bà con người Việt Nam chúng ta. Xin chào chương trình, xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi talk show này. Thưa chị, thì trước khi chúng ta đi sâu về chủ đề ngày hôm nay thì chị có thể cho biết là hiện tại chính phủ Séc có những luật hay quy định gì liên quan đến việc bồi thường hay là hỗ trợ cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai không ạ? Bên phía Cộng hòa Séc thì là thực tế là theo bộ luật về việc hỗ trợ thì luôn luôn sẽ có một cái gói hỗ trợ cho những tình huống khẩn cấp, và quan trọng nhất là những cái tình huống mà liên quan đến thiên tai, thì là cái gói hỗ trợ đấy là luôn luôn có ở trong bộ luật. Nhưng mà mỗi một khi mà có một cái sự cố lớn như vậy xảy ra thì đương nhiên là các cơ quan chức năng liên quan họ sẽ đưa ra những cái phần chi tiết hoặc là những cái yêu cầu cơ bản để có thể xin được cái phần hỗ trợ này. Thì hiện tại bây giờ thì chúng ta đang có một cái gói hỗ trợ từ phía Sở Lao động, gọi là Okamžitá mimořádná pomoc bằng tiếng Séc, có thể dịch ra rằng là đây là một cái gói hỗ trợ cho các tình huống đặc biệt và khẩn cấp. Dựa trên cái gói trợ cấp này thì là bên phía Sở Lao động có thể hỗ trợ đến mức tối đa là 72.900 kurun, nhưng mà số tiền này thì sẽ chỉ được hỗ trợ cho một hộ gia đình mà thôi, tức là không tính theo cá nhân, theo từng người, mà là tính theo hộ gia đình, tức là ví dụ như một gia đình bao gồm hai vợ chồng và hai người con nhỏ thì riêng cái hộ gia đình đấy tối đa chỉ có thể được xin phần trợ cấp là 72.900 kurun. Vâng thưa chị, với trận mưa lũ này thì
mức độ, phải ở cấp độ nào thì người dân mới được nhận trợ cấp ạ? Thực tế thì là trong cái quy định để xin được trợ cấp, họ không ghi rõ rằng là một gia đình hoặc là một cá nhân nào đó phải bị thiệt hại đến mức bao nhiêu. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, khi mà mình nộp đơn ấy, thì cái yếu tố quan trọng nó sẽ liên quan đến cái cuộc sống hoặc là cái mức thu nhập cơ bản của một cái hộ gia đình đó. Tức là họ phải chứng minh rằng là thật sự cái việc mưa lũ vừa rồi đã xảy ra đã gây ảnh hưởng lớn và đột xuất đến cái tình trạng tài chính của họ. Và trong quá khứ là họ cũng đang là người được hưởng các trợ cấp khác. Và cái việc là bây giờ họ đang trong tình trạng khó khăn là đã bị gây ra bởi cái trận mưa lũ vừa rồi. Vâng, như chị vừa nói thì tôi có thể hiểu rằng là trong trường hợp hộ gia đình đó có thu nhập trong quá khứ gần đây là đủ, tức là ở mức trên trung bình chẳng hạn, thì họ sẽ không được nhận cái khoản trợ cấp đặc biệt này đúng không ạ? Trong một số trường hợp đặc biệt thì có thể, nhưng mà đại đa số thì là nhà nước sẽ ưu tiên cho những gia đình đang trong tình trạng tài chính khó khăn, ví dụ như là gia đình không có thu nhập chẳng hạn, hoặc là vì lý do gặp mưa lũ cho nên là họ đã hoàn toàn bị mất cái khả năng để có thể chi trả cho những chi phí cơ bản nhất trong cuộc sống, như là thực phẩm chẳng hạn, họ không có khả năng để chi trả cho tiền điện, tiền nước, thì là sẽ, tất cả những hộ gia đình này là sẽ được ưu tiên hơn so với những gia đình mà họ vẫn đang được có một cái nguồn thu nhập nhất định và có thể là chỉ bị ảnh hưởng tạm thời mà thôi. Thế chị thì để nhận được những cái trợ cấp như thế này thì người dân cần phải làm gì để có thể nhận được ạ? Bên phía Sở Lao động thì là họ có đăng tất cả các yêu cầu ở trên trang web của chính Sở Lao động. Và trong cái yêu cầu cơ bản nhất thì là bao gồm phải điền và trình cho Sở Lao động 3 cái đơn hoặc là trình cho 3 văn bản giấy tờ. Cái đơn đầu tiên thì đơn trực tiếp liên quan đến số tiền trợ cấp, tức là điền thông tin cá nhân và bày tỏ cái tình trạng hiện tại của mình và lý do tại sao cái tình trạng khó khăn đang xảy ra, tức là đương nhiên là vì lý do là đã gặp lũ. Cái đơn thứ hai thì là đơn liên quan đến tình trạng tài chính của cái hộ gia đình này nói chung, tức là mình phải kê khai về những tài sản mình đang sở hữu, bao gồm cả bất động sản, xe cộ hoặc là những tài sản lớn khác, và cái thu nhập trung bình của mình trong những cái thời gian gần đây nhất. Và cái thông tin cuối cùng bên phía Sở Lao động yêu cầu đó là về tình trạng nhà ở, tức là hiện giờ mình đang ở nhà thuê thì sẽ phải bổ sung hợp đồng thuê. Nếu mà bây giờ mình đang sống ở nhà riêng của mình thì lúc đó chỉ cần đưa cái thông tin là đây là nhà riêng của chúng tôi thì chính Sở Lao động họ sẽ tự kiểm tra cái thông tin với bên phía Sở Địa chính. Vậy trong trường hợp mà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và không may bị mất giấy tờ cá nhân thì họ phải chứng minh bản thân bằng cách gì ạ? Trong trường hợp mà mình đã bị cuốn trôi đi tất cả các giấy tờ tùy thân, bao gồm cả giấy khai sinh chẳng hạn hoặc là giấy đăng ký kết hôn, thì là Sở Lao động sẽ có quyền yêu cầu bên phía ủy ban địa phương xác nhận thân phận của cá nhân này, tức là bằng hình thức là mình sẽ kê khai thông tin cá nhân của mình bằng hình thức cam kết, thì là Sở Lao động sẽ đối chiếu cái sự cam kết đó, những cái thông tin đó với cơ quan địa phương. Chị có thể cho biết là trong thời hạn bao lâu thì người dân bị ảnh hưởng bởi nước lũ phải nộp đơn xin trợ cấp ạ thì mới nhận được cái khoản trợ cấp đấy ạ? Cái đơn này nó không có cột mốc thời gian nhất định, tức là bất kỳ lúc nào. Cái quan trọng nhất là mình phải đạt được những cái yếu tố như nhà nước họ yêu cầu. Vâng, thế chị thì ngoài những cái trợ cấp từ phía nhà nước thì người dân có cần phải mua thêm những cái bảo hiểm gì khác không ạ? Để trong trường hợp xảy ra thiên tai, mưa lũ thì sẽ được bồi thường một khoản tiền nào đấy ạ? Cái việc mình mua bảo hiểm thì thực tế đối với cuộc sống, Diệu Huyền nghĩ là đây là một trong những cái sự bắt buộc, dù là không ai bắt mình phải mua bảo hiểm. Đương nhiên thì là những bảo hiểm cơ bản nhất liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, chẳng hạn bảo hiểm y tế, thì vì lý do là bắt buộc cho nên là ai cũng sẽ phải trả và đóng góp hàng tháng. Thế nhưng mà ngược lại đối với những gói bảo hiểm liên quan đến tài sản thì đúng là Diệu Huyền cảm thấy cộng đồng mình vẫn khá là không coi trọng những cái gói bảo hiểm đó, và cũng có thể là vì lý do cũng không có nhiều thông tin, không có một địa điểm nào để có thể kiểm tra và xin được những cái thông tin liên quan đến bảo hiểm, và do mình không tiếp cận được các thông tin đó cho nên là mình
hơi lơ là một chút trong cái việc là bảo vệ cái tài sản của mình. Cho nên là khi mà xảy ra những cái vấn đề, những cái sự cố như vậy thì thật sự là chỉ có bằng sự hỗ trợ của cộng đồng chẳng hạn, hoặc là sự giúp đỡ của người thân, hoặc là bằng chính sức lực của mình thì mình mới có thể lấy lại được những gì mà bị thiên tai lấy mất. Nhưng mà cái đấy là cũng là một cái sự đáng tiếc. Theo chị thì cái vấn đề mà chính cộng đồng bà con người Việt Nam chúng ta không coi trọng về vấn đề mua bảo hiểm thì có phải là do bất đồng ngôn ngữ, hoặc là các địa điểm mà bán bảo hiểm thì nó không không dễ dàng tiếp cận đối với bà con chúng ta hay không ạ? Hay là theo chị đấy là một nguyên do gì khác mà ảnh hưởng đến cái vấn đề mà bà con chúng ta không mua bảo hiểm ạ? Vâng, Diệu Huyền cũng nghĩ rằng là mình đang thiếu một cái kênh hoặc là một cái văn phòng, một cái địa điểm nào đó để có thể quảng bá và giải thích chi tiết hơn về các gói bảo hiểm ở trên thị trường. Bởi vì là đương nhiên thị trường bảo hiểm thì có rất là nhiều sản phẩm bảo hiểm. Nhưng mà nhiều khi thì nếu mà chỉ xem báo đài và mình nghe những cái thông tin là khách hàng bị các hãng bảo hiểm lừa chẳng hạn, hoặc là mua sai bảo hiểm, hoặc là không hiểu rõ hợp đồng bảo hiểm, rồi sau đó là đáng nhẽ là mình muốn mua một cái gói A nhưng mà chuyển ra lại thành là mua một cái gói B, cho nên là khi gặp sự cố thì thực tế cái hãng bảo hiểm đấy họ sẽ từ chối và không đền bù. Cho nên là nhiều khi khách hàng họ sẽ không tin tưởng về những cái sản phẩm bảo hiểm lắm. Và Diệu Huyền nghĩ là đấy là lý do là mình chưa có một cái nền tảng hoặc là một cái mạng xã hội nào, một cái trang web nào đó có thể quảng bá những thông tin chuẩn chính nhất có thể liên quan đến bảo hiểm. Ví dụ như mức tiền trả bảo hiểm hàng tháng đối với một người mua bảo hiểm nó hơi cao nên người ta cũng sẽ do dự để mua chúng không ạ? Vâng, nhất là liên quan đến bất động sản, bởi vì là khi mà mình mua bất động sản và cái bất động sản đấy chẳng hạn là mình có thế chấp cho ngân hàng thì chắc chắn là ngân hàng sẽ yêu cầu mình phải mua bảo hiểm ít nhất tương đương với cái mức mà mình đang vay. Nhưng mà ví dụ như mình chỉ vay cái giá trị 50% của bất động sản thì cái gói bảo hiểm nó sẽ là ví dụ như 2-3.000 korun nếu mà chỉ mua theo cái gói vay. Nhưng mà nếu mà mua theo đúng giá trị của bất động sản thì có thể là cái tiền bảo hiểm nó sẽ nhân đôi. Theo như Diệu Huyền đánh giá, nó không phải là đắt, nhất là liên quan đến tài sản của mình, bởi vì cái tài sản đấy nó là giá trị rất là lớn và số tiền hàng năm mình bỏ ra chỉ là vài nghìn kurun mà thôi, nó không là đáng kể. Và đương nhiên nó cũng sẽ liên quan đến việc tư vấn về bảo hiểm nữa. Nếu mà mình gặp cái người tư vấn bảo hiểm không đúng đắn, họ có thể là họ không hiểu chứ không phải là họ cố ý, thì đúng là sau này khi mà gặp cái sự cố đấy thì dù mình đã mất rất là nhiều tiền cho cái việc đóng bảo hiểm nhưng mà mình lại không nhận được thì có thể là khách hàng sẽ bị hụt hẫng và sẽ không tin tưởng bảo hiểm nữa. Chị có thể cho cộng đồng bà con người Việt Nam chúng ta biết một số điều cần lưu ý khi mua bảo hiểm không ạ? Cái quan trọng nhất là phải mua đúng. Điển hình là bảo hiểm xe ô tô chẳng hạn. Cái đấy là gần như người Việt Nam mình, gia đình người Việt Nam mình ai cũng sở hữu ít nhất một chiếc xe ô tô. Thì ai cũng biết rằng là mình sẽ có hai gói bảo hiểm bắt buộc và cái mà mình hay gọi là bảo hiểm hai chiều. Nhưng mà mình cũng phải nắm được rằng là bảo hiểm bắt buộc cũng có thể mua gói nâng cấp và bảo hiểm hai chiều không nhất thiết lúc nào cũng sẽ là bảo hiểm hai chiều. Bảo hiểm cơ bản khi mà nâng cấp thì thường là mọi người sẽ nâng cấp liên quan đến thiên tai chẳng hạn, hoặc là nâng cấp thêm về liên quan đến ví dụ như là bị hỏng vỡ kính, bởi vì là trong gói bảo hiểm cơ bản bắt buộc thì sẽ không, đại đa số là sẽ không có cái bảo hiểm kính. Tức là khi mà mình vỡ kính thì mình vẫn sẽ phải bỏ tiền ra để sửa cái kính đấy chẳng hạn. Còn đối với bảo hiểm hai chiều thì cũng có rất là nhiều mức bảo hiểm hai chiều. Cái bảo hiểm hai chiều mà chuẩn chỉnh nhất thì có cái tiếng gọi là all risk, tức là tất cả các rủi ro đã bao gồm trong cái gói này rồi, kể cả là lũ lụt, kể cả là bất kỳ sấm sét thiên tai rồi vân vân. Thế nhưng mà không phải là bảo hiểm hai chiều nào cũng là bảo hiểm all risk, mà nó chỉ là ví dụ bảo hiểm trộm cắp xe thôi chẳng hạn, tức là khi mà mình bị mất hoặc là khi mà mình gây tai nạn cho đối phương thì kể cả khi là mình là người đã gây ra cái lỗi đó thì mình vẫn sẽ được hãng bảo hiểm của mình bồi thường cho việc sửa chữa xe ô tô của mình. Vâng, thưa chị, vậy thì trong trường hợp lần này nếu như mà ô tô của chúng ta bị mưa lũ làm cho hỏng hóc, vậy thì từ phía bảo hiểm chúng ta có được nhận một bồi thường nào đấy không ạ? Như Dư Huyền vừa rồi đã nhắc, nếu mà đây là bảo hiểm all risk, tức là bao gồm tất cả các rủi ro, thì chắc chắn là sẽ được bồi thường. Còn cái con số được bồi thường thì cũng sẽ phải kiểm tra, bởi vì là sẽ ghi rõ trong hợp đồng. Thế chị, để nhận được bảo hiểm thì chúng ta cần chuẩn bị trước những giấy tờ gì để nộp cho hãng bảo hiểm
để có thể nhận được bồi thường ạ? Liên quan đến những sự cố về mưa lũ vừa rồi, thì tất cả các hãng bảo hiểm như Diệu Huyền có xem ở trên mạng xã hội của các hãng và kể cả trên trang web của họ, thì là họ đều đưa ra những cái bước mà khách hàng phải làm để có thể yêu cầu hãng bảo hiểm bồi thường. Cái việc đầu tiên ấy là khi mà chúng ta bước vào cái căn nhà của mình hoặc là cái cửa hàng của mình, hoặc là khi mà kiểm tra cái tài sản mà đã bị ảnh hưởng, thì là mình sẽ phải chụp ảnh. Và cái việc này là rất là quan trọng. Đa số khách hàng thì có thể là họ sẽ không nghĩ đến, và mình sẽ đi vào nhà chẳng hạn thì mình sẽ ngay lập tức là mình dọn dẹp. Thì cũng mong muốn rằng là nếu được thì ngay và luôn mình sẽ lưu lại các bức ảnh, quay video về hiện trạng của cái tài sản của mình đang bị ảnh hưởng. Tiếp theo thì là sau khi mà mình có những cái bức ảnh rồi, thì là mình nên liên lạc với hãng bảo hiểm. Mỗi một hãng bảo hiểm sẽ có một cái kênh liên lạc riêng, cho nên là mình cũng sẽ phải kiểm tra và tự phụ thuộc theo cái hãng bảo hiểm của mình. Nếu mà là ví dụ như các hãng lớn thì đại đa số họ có một cái trang web online riêng cho cái trường hợp là yêu cầu bồi thường. Và mình chỉ cần tải tất cả những cái bức ảnh của mình về tài sản bị thiệt hại. Rồi sau đó thì là hãng bảo hiểm thường là trong vòng 1-2 ngày họ sẽ liên lạc với mình để có thể đến kiểm tra. Đấy là bước thứ hai. Thường thì khi mà hãng bảo hiểm đến kiểm tra, cũng có thể là lúc đó mình đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi, cho nên là sẽ không còn cái tình trạng như ban đầu. Đương nhiên hãng bảo hiểm cũng khuyến cáo khách hàng rằng nếu được thì đối với những cửa hàng chẳng hạn, hàng hóa bị hỏng, bị bẩn, bị nói chung là thiệt hại, thì là mình nên để ở một chỗ để sau này khi mà đánh giá cái giá trị bồi thường đấy, thì là mình có bằng chứng rõ ràng là đây là hàng hóa của chúng tôi bị hỏng hóc, bị nói chung là không thể sử dụng được, không thể bán tiếp được nữa. Nếu mà mình không, lúc đó là mình đã lỡ mang và hủy bỏ tất cả các hàng hóa rồi, thì ít nhất là mình phải có ảnh để chứng minh được số lượng hàng hóa bị hỏng, để sau đó bên phía hãng bảo hiểm họ sẽ đánh giá cái giá trị hàng hóa bị hỏng. Thì đây là hai cái việc cơ bản nhất mà mình phải làm, đó là lúc nào cũng phải có, thứ nhất là lưu lại ảnh của hiện trạng và đồng thời là lưu lại ảnh của những gì mà bị hỏng. Thưa chị, có thể xảy ra trường hợp là ví dụ như là giá trị của số hàng hóa đấy nó rất là cao, nhưng bởi vì chúng ta không còn dự hóa đơn thì các hãng bảo hiểm sẽ trả cho mình cái số tiền bồi thường mà không tương xứng với cái giá trị của hàng hóa bị hỏng không ạ? Dạ vâng, đương nhiên cái mức thiệt hại thì là lúc nào cũng sẽ phải là do khách hàng chứng minh. Mình có thể bảo là ở trong đây là có, Diệu Hương biết, 100 cái áo chẳng hạn, thì mình phải chứng minh được là cái áo này là mình đã nhập với giá trị là bao nhiêu. Nếu mà mình không chứng minh được, ví dụ như là vì lý do là mình bị mất hóa đơn, thì ít nhất là mình nên xin nhà cung cấp họ gửi lại cho mình cái hóa đơn đó. Đại đa số bây giờ thì tất cả các nhà cung cấp họ đều có hệ thống kế toán rất là chuẩn chỉnh, cho nên là kể cả là tìm hóa đơn cũ thì họ vẫn sẽ có khả năng để cung cấp được cho mình. Đối với những trường hợp mà mình, ví dụ như nhà cung cấp đấy không còn hoạt động nữa chẳng hạn, tức là cái hóa đơn đấy không thể có khả năng để cung cấp được cho hãng bảo hiểm, thì là thường là sẽ dựa trên một cái sự cam kết. Ví dụ như là khách hàng sẽ cam kết rằng là 100 cái áo này là tôi đã nhập với giá trị là 250 koron chẳng hạn, thì tôi đang yêu cầu, thì lúc đó là sẽ do hãng bảo hiểm họ cân nhắc về cái mức giá trị bồi thường. Thưa chị, có thể xảy ra trường hợp là giá trị của một cái tài sản nó rất là cao nhưng mà bảo hiểm lại bồi thường với cái mức tiền không tương xứng với cái giá trị của cái tài sản đó, thì là theo chị là vì lý do gì hay là nguyên nhân vì đâu mà lại xảy ra trường hợp như thế này ạ? Có thể xảy ra hai trường hợp liên quan đến cái sự đánh giá của sự thiệt hại. Một là mình, như Diệu Huyền vừa rồi nói về cái bất động sản, mình đã mua giá trị thấp hơn so với giá trị thực tế của tài sản, giá trị bảo hiểm thấp hơn. Thì đương nhiên là khi mà cái gói bảo hiểm của mình là mức 5 triệu nhưng nhà của mình là giá trị 10 triệu thì hãng bảo hiểm sẽ không bao giờ đền cho mình số tiền nhiều hơn so với số tiền ở trên hợp đồng. Đấy là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là khi mà cái sự đánh giá của người kiểm định từ phía hãng bảo hiểm sai lệch, cái đấy cũng có thể xảy ra. Thì lúc đó là mình sẽ có quyền khiếu nại và mình sẽ có quyền yêu cầu hãng bảo hiểm kiểm tra lại một lần nữa. Thậm chí mình có quyền yêu cầu một chuyên gia khác khách quan, họ đến và họ đánh giá lại cái giá trị tài sản đã bị thiệt hại. Chị có khuyến cáo gì hay lời khuyên gì dành cho
cộng đồng bà con người Việt Nam chúng ta mua bảo hiểm bất động sản không ạ? Ví dụ như là có nên cập nhật thường xuyên lại cái hợp đồng bảo hiểm hay không để tránh trường hợp mà khi không may xảy ra trường hợp bị tổn thất gì đó thì để được nhận được bồi thường xứng đáng với cái giá trị của cái bất động sản của mình không ạ? Tính xét thì có một cái từ rất là dễ nhớ đấy, gọi là revise, tức là kiểm tra hoặc là kiểm định lại thường xuyên. Thì thường đối với bảo hiểm, nếu được thì hàng năm mình nên kiểm tra lại một lần. Bởi vì là gói bảo hiểm mình mua vào 10 năm trước với cái giá trị bất động sản của cái thời điểm đó nó sẽ khác hẳn so với cái năm nay. Bởi vì là bất động sản ở Cộng hòa Séc thì luôn luôn có xu hướng là tăng giá trị, đúng không ạ? Không tăng ít thì tăng nhiều. Cho nên là nếu mà mình mua một cái gói bảo hiểm cách đây 10 năm với giá trị nhất định thì chắc chắn là hàng năm ít nhất mình nên nâng cái giá trị của bảo hiểm theo cái thị trường bất động sản của mình. Bởi vì là đơn thuần mình chỉ cần nghĩ đơn giản thôi là khi mà cái bất động sản đấy gặp một cái sự cố gì đó và không còn nữa thì mình sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua được hoặc xây lại được một cái bất động sản tương tự. Nếu mà câu trả lời của mình là một cái con số nó cao hơn so với cái con số ở trên hợp đồng thì hiển nhiên đây là một cái gói bảo hiểm không đủ để có thể bồi thường được cái thiệt hại khi mà nó xảy ra. Thưa chị, thì từ phía công ty bảo hiểm thì trong trường hợp mà khách hàng của họ muốn thay đổi cái hợp đồng bảo hiểm, ví dụ như nâng cấp lên, họ có gây khó dễ gì không ạ? Hay là đối với cái người mà muốn thay đổi hợp đồng đấy thì có gặp khó khăn gì không ạ? Chắc chắn là không bạn ạ. Bởi vì là khi mà mình nâng giá trị tài sản được bảo hiểm thì đương nhiên là tiền bảo hiểm sẽ tăng. Cho nên là hãng bảo hiểm thì họ luôn luôn rất là đón chào những cái sự thay đổi liên quan đến bảo hiểm này. Còn nếu mà mình muốn đổi hãng bảo hiểm, tức là ví dụ như sau một thời gian nhất định mình cảm thấy là hãng bảo hiểm này không đáp ứng được những yêu cầu của mình, thì là trước khi hợp đồng kết thúc, trước khi đến hạn của cái hợp đồng bảo hiểm đó 3 tháng thì là mình sẽ có quyền chuyển đổi hãng bảo hiểm. Đối với một hợp đồng bảo hiểm bất động sản chẳng hạn thì chúng ta nên lưu ý những gì ạ? Ví dụ như là chúng ta nên mua bảo hiểm cho những trường hợp gì ạ? Duyên hay gặp cái trường hợp là khách hàng rất ưu tiên mua bảo hiểm nhà ở, nhưng mà khi mà chuyển sang gói bảo hiểm cửa hàng thì cái con số nó tăng lên đáng kể, và do đó là họ nhiều khi sẽ mua bảo hiểm nhà ở nhưng mà cho cửa hàng. Những cái bảo hiểm như vậy thì khi gặp sự cố, Diệu Huyền cũng xin nhấn mạnh rằng là sẽ không được bồi thường. Bởi vì mình không thể đưa ra một cái sản phẩm A và bảo là tôi đang mua bảo hiểm cho sản phẩm A, nhưng khi mà bị kiểm định thì họ sẽ phát hiện ra là đây không phải là sản phẩm A mà đây là một sản phẩm B. Và khi mà mình mua gói bảo hiểm cho sản phẩm sai lệch thì hãng bảo hiểm có quyền từ chối, và đại đa số các trường hợp là họ sẽ từ chối và không bồi thường. Cho nên là đối với những bất động sản dưới bán trên ở thì là mình sẽ gặp nhiều nhất, đúng không ạ? Bởi vì nó vừa là nhà ở và cũng có thể là trên sổ đỏ sẽ ghi rõ là đây là nhà ở gia đình, nhưng mà thực tế ở dưới bán trên ở thì mình nên nêu cái thông tin này trực tiếp vào hợp đồng bảo hiểm để không xảy ra cái việc là mình tuyên bố cho bạn hãng bảo hiểm đây là nhà ở 100%, nhưng mà khi xảy ra vấn đề thì thực tế là đây là một nửa là kinh doanh và một nửa là để ở. Bởi vì tại sao? Trên thị trường bảo hiểm và kể cả trong thị trường vay vốn cũng vậy, tất cả những hoạt động liên quan đến kinh doanh là đều là hoạt động rủi ro, cho nên là sự cố xảy ra nhiều hơn, đúng không ạ? Do đó là hãng bảo hiểm và kể cả khi vay vốn ngân hàng thì lãi suất vay vốn sẽ cao hơn, và đồng thời thì bảo hiểm cho cửa hàng, cho các địa điểm kinh doanh đương nhiên nó cũng sẽ cao hơn so với bảo hiểm nhà ở. Quay trở lại với những thiệt hại do mưa lũ gây ra thì chắc chắn là một số bà con hay là người dân Séc đã bị thiệt hại nặng nề về nhà ở. Trong những trường hợp đó thì khi mà người ta muốn sửa chữa lại nhà thì họ có thể thực hiện ngay lập tức hay không, hay là phải xin giấy phép gì đó từ cơ quan chức năng ạ? Đối với những công việc liên quan đến bảo chữa, tức là mình chỉ sửa để cho nó quay lại cái tình trạng ban đầu, thì hiển nhiên là sẽ không cần phải xin giấy phép của bất kỳ ai. Và ngược lại, đối với các cửa hàng thì đó sẽ là sự bắt buộc. Diệu Huyền còn nhớ là cái đợt mưa lũ năm 2002, tất cả những cái cửa hàng mà gặp lũ thì sau tầm 1 đến 2 tháng thì bên phía phòng vệ sinh dịch tễ có làm một cái cuộc kiểm tra lớn ở tất cả các khu vực mà đã bị lũ. Và sau đó thì những cửa hàng
mà sửa chữa chưa được đạt tiêu chuẩn thì là bên phía phòng vệ sinh dịch tễ đã yêu cầu đóng lại và sửa lại rồi sau đó mới cho phép mở. Cho nên là mình cũng phải cẩn thận trong cái việc sửa chữa lại, nhất là đối với những cơ sở mà bán thực phẩm hoặc là các quán ăn, bởi vì là ở đấy thì là yêu cầu về vệ sinh nó cao hơn rất nhiều. Cho nên là nếu mà mình nhìn thấy là các bức tường chẳng hạn nó đang trong tình trạng là bị lở hoặc là nói chung là đã bị nước ngấm vào thì không, cái việc là mình chỉ vôi ve lại thôi nó sẽ không giải quyết được tuyệt đối. Vì trong cái nước lũ ấy, nó chứa rất là nhiều vi khuẩn, nói chung là nó không phải là nước sạch, đúng không ạ? Cho nên là thường là nên phải làm một cái biện pháp gì đó mà để nó giải quyết được tuyệt đối những cái phần mà đã bị hỏng, chứ không nên chỉ làm một cái công việc tạm thời để che đậy, nhưng mà sau đó khi mà bị kiểm tra thì có thể là vì lý do đó mình sẽ bị chịu phạt. Ngoài những cái trợ cấp từ nhà nước và nếu như chúng ta mua bảo hiểm thì sẽ được bồi thường, thì chúng ta có thể được hỗ trợ từ bên thứ ba nào khác không ạ? Đương nhiên thì ở Cộng hòa Séc có rất là nhiều tổ chức phi chính phủ, họ đang kêu gọi quyên góp để hỗ trợ cho các gia đình hoặc là các cá nhân, các tổ chức đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cho nên là mình cũng có thể xin thông tin trực tiếp từ các tổ chức này. Thì đối với những trường hợp mà chúng ta muốn quyên góp và trợ giúp gì đó một phần nhỏ cho những gia đình đang bị thiệt hại bởi mưa lũ thì chúng ta có thể liên lạc với những tổ chức hay là với những ai ạ? Rất mong là bên chương trình sẽ đăng tất cả những thông tin chuyển khoản cho các tổ chức phi chính phủ, ví dụ như là chữ thập đỏ, bởi vì là ở trên trang web của họ thì họ cũng đã đăng rất là nhiều những lời kêu gọi để hỗ trợ, và tất cả các số tài khoản của các tổ chức phi chính phủ này là đều số tài khoản mở, cho nên mình có thể kiểm tra về thông tin những ai đã chuyển khoản quyên góp bao nhiêu rồi và cái số tiền hỗ trợ là đã đi đến đâu. Vâng, thì trước khi kết thúc chương trình thì chị có lời khuyên nào đấy dành cho cộng đồng bà con người Việt Nam chúng ta, cụ thể là trong cái trường hợp mà không may gặp rủi ro do thiên tai như thế này không ạ? Dạ, Diệu Huyền cũng rất mong rằng là cộng đồng chúng ta sẽ, tất cả những gia đình mà bị ảnh hưởng thì sẽ sớm vượt qua. Và bây giờ cái quan trọng nhất là tất cả những gì mà mình đang gặp phải mà thật sự mình có mua bảo hiểm thì nên lưu lại hình ảnh hoặc là quay video. Còn đối với những gia đình mà không mua bảo hiểm thì đương nhiên là cũng mong muốn rằng là cộng đồng sẽ chung tay để có thể hỗ trợ họ sớm quay lại cuộc sống bình thường. Rất là cảm ơn chị ạ. Rất là cảm ơn chị đã một lần nữa quay trở lại với trường quay trò chuyện cùng Tam Đa Media của chúng tôi và cung cấp những thông tin bổ ích như thế này. Vâng, thưa quý vị, chương trình trò chuyện cùng Tam Đa Media số tháng này xin được phép kết thúc tại đây. Nếu quý vị có những câu hỏi hay thắc mắc gì thì có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@tamdamedia.eu. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tháng sau ạ.